Hello các bạn, thì hôm nay các bạn đấy cùng mình tìm hiểu về cái một loại cây rất là lạ. Thì cái cây này là cây không khí, thì hãy cùng mình tìm hiểu là cây không khí là gì và tại sao nhiều người lại trồng và bán được cái cây này nhiều như thế. Đây là cái hình dạng của nó, đây là cây không khí. Mọi người thấy không? Đó. 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 Thời gian qua thì có rất là nhiều bạn trồng cây không khí để trang trí nhà cửa và thậm chí là có người còn mua cây này để có thể để cho không gian của mình đẹp hơn đó. Mọi người xem kỹ. Mọi người nhìn kỹ đây các bạn. Đó. Thì cái không khí này cái không khí này thì nó là một loại không khí thuộc dây leo và có hoa nhé mọi người. Cái không khí này có hoa rất là đẹp luôn, nó nhiều màu sắc lắm, xanh đỏ tím, và cái không khí này rất là nhiều, có thể nở hoa nha mọi người. Và để cây phát triển và người trồng chỉ cần tưới chỉ để cây mà phát triển tốt ấy, mình chỉ cần tưới nước mỗi ngày và treo ở chỗ mà có không chỗ thoáng mát, nắng nhẹ đó, khỏi khỏi phải bón phân hay là trồng vào đất đâu. Cái này rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Trước cái nhà cái không khí này sau khi cái không khí này thì chủ yếu là về trang trí quán cà phê này, khu du lịch hoặc là treo ở trong nhà mình, treo ở ban công hiên nhà đó mọi người, treo ở ban công hiên nhà thì để chống bụi này. Sau nửa năm thì cây sẽ bắt đầu ra hoa. Cây bắt đầu ra hoa và lúc này thì chúng ta cần phải cung cấp thêm dinh dưỡng, cái chất dinh dưỡng để cho cây, giúp cho cây nó ổn định hơn này, sinh trưởng tốt hơn. Có thể dùng phân bón bằng dung dịch hoặc là hòa tan vitamin B1 đó, với nước để tưới cho cây để giúp cho cây nó phát triển tốt hơn và cung cấp thêm nhiều dinh dưỡng cho cây hơn. Cây không khí này thì còn gọi là cây cây Tillandsia, là một loại cây sống trong không khí, tồn tại và phát triển không cần đất và chỉ cần hơi nước. Không khí này thì có chút xương của những sớm ban mai và cái hình dáng của nó thì giống như là cây dứa ấy, sinh sống chủ yếu vùng Trung và Nam Mỹ. Đấy. Giá của một cây không khí này từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, tùy vào cái kích thước và trung bình mỗi tháng á. Mà tùy vào kích thước của cây. Ngoài ra thì ngoài việc tưới phun hàng ngày thì để cây không khí phát triển tốt hơn thì chúng ta cần có để đem ngâm trực tiếp với nước
tầm 2 đến 5 phút tránh ánh nắng, ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào cây, khi đó thì lá sẽ bị cháy và dẫn đến tình trạng là thiếu nước và chết. Cây không khí này thì hay còn gọi là cây cây không khí này thì có những dòng nó như là tóc tiên này, kim yến này, thạch thảo này, mỗi cây có giá dao động khoảng vài trăm nghìn thôi. Yeah. Cây này thì rất là phổ biến rồi, cũng không còn xa lạ gì với mọi người. Cây không khí này ưa chuộng với những năm cây không khí này thì ưa chuộng trong những năm gần đây vì cái vẻ đẹp thanh thoát của nó như thế này. Với vẻ đẹp thanh thoát của nó như thế này, mọi người xem đó, cái vẻ đẹp thanh thoát của nó như thế này thì bên cạnh đó thì với đặc tính sinh trưởng không cần đất này, loại cây này sẽ giúp cho gia chủ có nhiều sự lựa chọn trong việc bài trí không gian và từ việc treo và trồng trên chậu thì cần gần gũi chậu thì đến gắn thêm cái lúa làm tiểu cảnh cho cái khu vườn cái chỗ của mình nó sinh động hơn. Để cây không khí phát triển tốt nhất thì chúng ta cần đặt ở cửa sổ hoặc ban công có ánh sáng, có ánh nắng trực tiếp cung cấp độ ẩm và cây cho việc bán cây là tưới nước, cung cấp độ ẩm cho cây bằng việc là mình sẽ tưới nước từ 2-3 lần một tuần để cho cây nó có thể phát triển một cách tốt nhất. Thì cây không khí này thì có rất là nhiều loại, có hơn 600 loài giống khác nhau. Thì cây này rất là dễ trồng, không cần đất, thì giúp cho không gian của mình nó lạ mát hơn, sinh động hơn đó, cũng góp phần che chắn đi cái phần bụi bặm trong nhà, rất là xinh. Cây này rất là xinh, mọi người xem. Thì đấy là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy xinh không? Rất là xinh. Cái cây không khí này thì nó chỉ cần cái hơi nước, mình chỉ cần chăm tưới nước hàng ngày, nó không cần đất, mình không cần phải trồng đất mà mình chỉ cần treo lên ở cái sọ dừa như thế này có thể trang trí. Đây cũng là cây thật nha các bạn, lá thật đó. Để mình chỉ cần tưới nước thì nó sẽ sống bằng hơi nước mà sống rất là dài lâu. Mọi người thấy không ạ? Nó giống như quả dứa, đúng là giống như quả dứa luôn. Nhìn giống như quả dứa rất là đẹp, sinh động, lạ mắt đúng không? Đấy. Thì các bạn xem cây này. Cây này có giá khoảng vài chục đến vài trăm ngàn thôi, không có mắc lắm. Mà nó có thể giúp cho mình thanh lọc không khí và cái không gian sống của mình nó sinh động hơn, độc đáo hơn, lạ hơn, đẹp mắt hơn, nó xanh mướt hơn. Mọi người muốn mua cây này thì có thể liên hệ với Sông Dung 39 cây đời ở 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội nha các bạn. Sông Dung của mình đối diện với Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch luôn. Mọi người có thể liên hệ số hotline mà mình để ở dưới này, có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cho mình để mình có thể chăm sóc các bạn tốt nhất, tư vấn cho các bạn, nhận ưu đãi.